Ohayou gozaimasu, xin chào tất cả mọi người. Trong tháng 3 vừa rồi mình đã có một chuyến công tác Việt Nam. Thì đây là lần đầu tiên mà mình về Việt Nam để đi công việc chứ không phải là về thăm nhà. Mà suốt một tuần đó mình chỉ ở Sài Gòn thôi. Và mình đã có cơ hội gặp được rất là nhiều các bạn subscriber ở ngoài đời. Trời ơi, lần đầu tiên mình gặp được nhiều người theo dõi mình đến như vậy. Và có rất là nhiều kỷ niệm đẹp ở Sài Gòn. Cảm xúc bây giờ vẫn còn lắng động lắm luôn á. Cùng bắt đầu video thôi. Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng ở Tokyo và tuyết đang rơi. Cảnh thơ như thế này mà tôi sắp phải xa chồng tôi. Bây giờ hai đứa mình, à không phải hai đứa mình, một mình đi ra ga tàu điện, còn người này là tệp đính kèm thôi. Tệp đính kèm đưa mình ra tới ga thôi, rồi sẽ quay về. Ôi, cái bông tuyết nó đúng to luôn hả Vinh hả? Vinh đang lắng lo, Vinh không có vui miếng nào luôn. Ôi, tuyết rơi nè. Đợt nó... trước là đã quá ngán rồi. Quá chán ngán rồi. Trời ơi, nhìn rõ cái hạt tuyết luôn hả chồng ha? Thiệt luôn á, nó đang từ từ rồi đó. Đang từ từ, sáng mai là chắc là nó sẽ đóng lớp thành một lớp. Ở trên đường thì sẽ rất là khó khăn để mà di chuyển. Mà Vinh thì đi học bằng xe đạp. Ôi ôi, nguyên con đường giờ có hai đứa mình luôn nè. Phải quay nữa, yêu của chồng đúng không? Giờ đi nha. Ok. Rồi, tới đây là tự thân vận động một mình rồi. Thôi giờ tranh thủ đi cho kịp á, bye bye. Ok. Ok nào tới. Bình thường cái hàng check-in mà để bay về Việt Nam ở sân bay nó rất là đông, có khi mình ra tới lại dài cả cây số rồi. Vậy mà bữa nay mình ra không có ai hết trơn, mình hoảng hốt luôn tại mình đứng đầu hàng. Hôm nay cố tình đi sớm, sai chồng sớm xíu rồi vậy đó. Mình đã lấy vé xong rồi, bây giờ đang ngồi một mình ở sân bay. Tại vì cái chỗ mà mở cho làm thủ tục hải quan nó chưa có mở. À, khoe với mọi người tóc mới. Mới nhuộm, mới uống. Chắc mọi người cũng biết thôi là mình sẽ về Việt Nam, chứ cũng không phải là đi đâu xa xôi gì hết. Đi về Việt Nam thì mình đi công tác chứ không phải là đi về thăm nhà như mấy chuyến trước. Bình thường đi với Vinh thì sẽ có người nói chuyện, nhưng mà giờ không có ai nên mình sẽ nói chuyện với máy quay. Sáng sớm lúc ra sân bay thì tuyết rơi dày như phim Hàn Quốc, còn giờ lúc máy bay cất cánh thì trời mưa mà ta nói âm u ha. Nhìn ra bên ngoài thấy nó sợ gì đâu luôn á, kiểu như là mình đang lướt trong màn mưa mà một cái màu xám xịt. Trời ơi, nhắm mắt ngủ thôi chứ sao giờ, cái mở mắt ra là trời ơi, tâm trạng của mình như thời tiết Việt Nam luôn. Nắng tươi tốt ha, lòng nở hoa liền, tại vì về cái xứ sở của mình rồi mà. À, welcome home, mặc dù là không được về nhà nhưng mà vẫn rất là vui. Hello mọi người, bây giờ mình đã tới khách sạn ở Sài Gòn rồi. Mình sẽ ở đây một tuần sắp tới. À, giờ room tour cái nha. Đó, cứ phải làm thủ tục room tour cho mọi người cái rồi tính gì tính. Đây, từ ngoài đi vào thì nó là cái cửa vậy thôi. Ở xong ở chỗ này á là có mấy cái gương đứng để mà mình có thể soi outfit bla 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 nè. Xong mình chưa có unbox cái toilet nữa, bây giờ mình sẽ unbox cái toilet nha. 2, 3. Nó chỉ là cái chỗ đi toilet với lại là cái phòng tắm thôi nè. Nhưng mà cái phòng tắm này nếu như mà không có kéo cái rèm này lại á thì bên ngoài có thể nhìn thấy được. Nhưng phòng này thì cũng chỉ có mỗi mình ở thôi. Đó. Rồi ra đây thì là có cái quầy mini bar. Ở đây để hai chai nước suối với lại hình hai ly bia. Hình nha. Xong rồi giường thôi. À, giường. Rồi nói chung view nãy mình mở ra rồi, đây không có gì hết trơn á. View nó toàn là nhà với nhà không à. Nè đây để cho mọi người coi xíu. Đó, toàn là nhà ở vậy thôi á. Chị sếp của mình á thì chị thường xuyên ở đây, cho nên khi mà chị nhận phòng á là chỉ có bánh, được tặng bánh ngọt nha, xong rồi để trong mấy cái lồng kính rồi ghi tên này kia. Xong mình cũng nghĩ là ai cũng được, mình đẩy cửa phòng vô, đi vô kiếm cái bánh. Ủa, không có gì chơi, không có gì chơi. Xong mình nhắn tin cho chị đó là trời ơi, chỉ có mỗi mình chị là có bánh thôi. Tại vì chị sếp của mình á cứ về Việt Nam công tác là chị sẽ ở đây, ở nhiều rồi thì khách sạn người ta có lưu thông tin là giống như là khách VIP chẳng hạn ấy thì chị mới được bánh. Còn mình thì dân thường mà lần đầu tiên ở đây nữa. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cái chuyến về Việt Nam lần này cho mọi người nhé.
Ngay chiều hôm đó là chị sếp của mình dẫn mình với hai bác Nhật nữa cũng đi chung với mình trong cái chuyến công tác này nè, đi ăn một quán cơm quê. Về đây không được ăn cơm mẹ nấu thì thôi, ăn thịt cá kho ở ngoài hàng quán nhưng mà cũng đỡ nhớ nhà. Rồi ngay khách sạn mình thì có cái combini, cái cửa hàng tiện lợi á, tối cái chị sếp mình sợ mọi người đói nên là mua cho rất là nhiều đồ ăn thức uống mang về phòng luôn. Á, quá là sướng. Chào buổi sáng mọi người, bừng tỉnh sau một đêm ngủ say giấc nồng. Hôm qua mọi người ngủ có ngon không? Chứ mình là ngủ đúng ngon luôn á, tại mệt. Hồi tối hôm qua nha, mình nằm mình edit video. Thật sự luôn, mình rất là cố gắng để nhanh có video cho mấy bạn coi. Thì mình ghi âm tiếp những cái đoạn mà chưa có ghi âm á, là mình buông cái điện thoại xuống cái, tức là vừa dứt cái câu ghi âm mình buông điện thoại xuống cái là mình ngủ luôn. Rồi bây giờ thì sẽ đi xuống dưới kia để đón một người đặc biệt. Nghe tới đây chắc mọi người cũng biết là ai rồi. Thôi cùng đi với mình nha. Mới ngủ dậy mặt mày chưa có gì hết trơn, thay được bộ đồ cái là người đặc biệt gọi điện thoại kêu xuống. Gọi về đi xuống nha. Trời ơi, hai mẹ con nghe mỗi người một đầu gọi điện thoại cho nhau. Đúng là lúa thiệt. Lúa thiệt sợ thế nè, cái trời chị này nè, rồi đau to ơi. Cái gì mà đem thùng hàng. Ngân hàng VIP này, cái mẹ cũng đối diện ngân hàng VIP mà không ai thấy ai chứ. Đây, người đặc biệt. Nghe hả, Út cưng về hôm qua là bữa nay lặn lội nôn nao mà xách cái thùng. Trời ơi, y chang như là mẹ dưới quê mà. Mẹ quê chứ còn như nữa. Đi lên xài phố hả. Trời ơi, đem ổ bánh bò thốt nốt kìa. Mình kêu là mình thèm bánh bò thốt nốt. Bánh bò gì? Bánh bò Út Dứt. Út Dứt. Trời ơi, đâu mà mua bánh bò Út Dứt đem lên Sài Gòn. Nâng niu. Nâng niu bánh bò. Bây giờ lấy bánh bò để tủ lạnh mới được. Đào đào khoe với mọi người ổ bánh bò Út Dứt đi. Bởi vậy tôi nói hả, ở bển về thèm ngặt ngặt vậy đó, thèm bánh bò. Là mẹ sợ mẹ quên. Dạ. Mẹ để trong tủ lạnh đó nghe. Dạ. Cái mẹ phải ghi lên cái tay mẹ nè. Đâu? Sáng lấy Út Dứt mà vậy trời. Sáng lấy Út Dứt hả? Tay ổ bánh bò. Để chừng nào khui ra ăn đi rồi quay cho mọi người coi bánh bò Út Dứt nó kìa sao. Khui không, mẹ khui cho. Tối đi rồi mình khui mình ăn. Hôm nay á, là mình cũng phải đi làm việc. Thì mẹ Ngân cũng có việc của mẹ Ngân luôn. Nói chung là hai mẹ con gặp nhau chớp nhoáng buổi sáng này thôi. Xong là mạnh ai nấy lo việc của người đó. Rồi chiều tối về mới yêu thương. Hôm nay á, nếu mà bạn nào ra công viên 23 tháng 9 thì sẽ gặp mình ngoài đó. Tại vì công ty của mình thì có gian hàng ở festival Nhật Bản tại Việt Nam ở ngoài công viên 23 tháng 9. Nói chung là lúc mà lên cái vlog này thì tất nhiên là nó đã qua rồi. Nhưng mà có duyên, hai có duyên thì mình sẽ gặp nhau ở ngoài đó. Mọi người có gặp mình ở ngoài công viên 23 tháng 9 thì nhớ bình luận bên dưới cái video này cho mình biết nha. Mọi người có nói gì không? Hello mọi người, mình là Thỏ đây. Thỏ rồi. Đây mình mới vừa mượn bình trà xanh bạc. Mình mới vừa mượn tiền của chị Thảo Thỏ để mua ly Highland này. Về Việt Nam là như vô sản luôn. Tôi sẽ tính tiền lãi theo giờ. Lãi theo giờ. Ui xe quá sao qua được. Bây giờ tiền mặt khan hiếm lắm, mình sẽ tính lãi. Mình đưa 200 cái. Ok, anh nhân viên kêu là tụi em hết ngàn rồi nên là thôi 140 thôi. Là tính ly này thành chẳng sáu chục. Mọi người biết không, mình đợi đúng lâu xong mới ra nói với mình là kem của cái trà sen vàng này nè hết rồi, lấy trà không kem được không, cái trà này nó ngon cái kem đó mà. Cái mình kêu em đợi. Giờ tụi mình sẽ quay trở lại. Sao không tính tròn 50.000 mà là tính tròn 60.000? 59 nó gần 60 hơn. Đi đi mọi người, đi thì em đi. Đi đông thật sự luôn á, đông hơn. Trời, thịt nướng luôn kìa, nhìn ngon quá à. Mà mình không có tiền. Vẫn đây luôn hả? Yumi nha, bằng ổn nha, Yumi bằng ổn nha. Để kể mọi người nghe là hồi học cấp 3 mình rất là thích đi cái chợ trời Hello Weekend ở trên Sài Gòn. Cứ cuối tuần là sẽ xin mẹ Ngân cho đi xe đò lên Sài Gòn chỉ để đi mỗi cái Hello Weekend đó thôi. Không biết là cái thời đó mấy bạn có thích đi chỗ đó giống mình không. Mà lần này về Việt Nam đi hội chợ này là mình nhớ ngày ấy ghê á. Trời ơi, giờ nó thèm quá à. 50 ngàn là mấy con anh?
con. 6 con hả? À, mọi người có ăn không? Ôi cái này cũng đang hot hot nữa. Trời ơi, mới ngoài này có một buổi sáng mà sờ lên mặt hả, bụi đóng lớp lớp luôn. Không biết bụi đâu ra mà bám vô mình dữ gì nữa. Cập nhật cho mọi người một chút tình hình ở ngoài festival. Thì gian hàng của công ty mình nó cũng bé bé xinh xinh thôi. Tại đây là lần đầu tiên mà team Việt Nam tham gia lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam á. Thì cũng ra để coi rút kinh nghiệm năm sau. Mong là năm sau mình cũng sẽ được về giống như năm nay. Mấy bạn có nhận ra ai đây không? Chị Thảo Thỏ của mọi người nè. Ở ngoài đây không khí nó đông vui tấp nập. Mặc dù mình là người hướng nội full time luôn, nhưng mà lâu lâu cũng phải cập nhật bản thân một chút xíu ngoài này. Còn đây là gia đình của chị Đông Nhi, anh ông Cao Thắng, có cả bé Winnie nữa. Trời, mình rất là thích con nít luôn. À, anh bảo vệ này đẹp trai hơn hả? Ai bảo vệ, anh bảo vệ này giùm em với. Rồi, mẹ Ngân là ra tới festival luôn. Không có thiếu hơi con gái được. Đây trời nóng hả mẹ ha? Ô đen nha mọi người, ui hơi nóng nha. Sao nãy giờ mẹ cặp được thấy giờ nóng quá. Hai mẹ con ăn trưa bằng một phần ô đen ở festival. Này như đi ăn vỉa hè hay mẹ ha? Vỉa hè. Vỉa hè. Nhìn ngon mà hấp dẫn. Mẹ. Đây 2, 3. Ui, coi chừng nha. 2, 3. Ui, cũng đẹp quá nè. Còn nè, đây mẹ đút cho cục vàng. Trời ơi, ngồi ngoài công viên mà mẹ đút cho cục vàng mắc cỡ quá. Trời ơi, đút giống hồi bé quá. Giống hồi bé hả? Nóng không? Thơm nóng không? Nửa miếng thôi. Nửa miếng hả? Nãy ra mình kêu mẹ Ngân về khách sạn. Về khách sạn cho nó mát. Tại vì ngoài đây nắng nóng quá. Căng nửa miếng nha. Rồi, căng đi. Rồi. Kêu mẹ Ngân làm về khách sạn chờ mình cho nó mát mẻ. Đó, mà đâu có chịu. Đeo theo con gái. Đeo theo con gái đòi ra đây. Mà ra đây vui hả mẹ ha? Đi vui. Trời ơi, giờ này mẹ kêu về nằm cho co à, nãy phải đi. Mẹ bút ráp rồi ha. Nó hiện lên rồi, chuyển qua công viên 23 tháng 9. Mình cứ lộn công viên này là công viên 29 tháng 3. Hồi sáng này lên, con nói với anh taxi là cho em tới công viên 29 tháng 3. Trời ơi, ông cười, ông nói biết không mà nói. Bây giờ là khoảng 6:30 tối thì mình bút xe máy công nghệ để về khách sạn. Trời lâu quá rồi mới được đi cái xe kiểu này, kiểu như là Grab, Be rồi dạo gần đây thì có gì nữa đó, SM xanh gì nữa đó. Trời ơi, cầm cái máy quay mà sợ bị giật. Chưa thấy bánh bò nóng đó mẹ phải dơ cái bánh bò lên vậy. Đó, vậy đó. Đúng rồi. Mẹ dơ lên vậy đó chứ giờ cái máy thì nó để vậy thôi. Bấm chưa? Rồi, cũng bấm rồi đó. Rồi, lại đi. Làm lại hả? Hello mọi người, hôm nay là mẹ Ngân mang bánh bò từ dưới quê lên thăm con gái yêu. Nghe con gái đi công tác ở Việt Nam ra, mẹ Ngân phải mua cái món mà con gái thích mang theo lên thăm con gái. Giờ bé Ngọc đang edit video. Edit. Giờ tắt thì làm lại coi. Edit. Hello mọi người, hôm nay là mẹ Ngân nghe tin con gái đi công tác ở Việt Nam. Mẹ Ngân mang từ quê lên bánh bò thốt nốt. Đây, ổ bánh bò đây. Kim Ngọc đang edit video. Mẹ Ngân cắt bánh bò cho con gái yêu ăn nghe. Sắp đăng video luôn rồi. Giờ mẹ nói mọi người là nhớ lên coi video của... Mọi người nhớ xem video của Gốc Cừ E Gao. Chú cười e gao sắp ra video mới. Hồi tối mẹ sợ mẹ quên, mẹ dặn ba nhớ nhắc mẹ. Sáng trước khi mẹ đi là ba nói nhớ đem bánh bò cho con gái yêu nha. Say ngủ mà dặn vậy hả? Say ngủ mà cũng phải ráng dặn, sợ mẹ quên. Ba cưng gái lắm. Rồi, gái edit video xong chưa? Đang ăn bánh bò với mẹ nè. À, có một cái bánh của khách sạn cũng mới vừa tặng. Cái bánh cũng ngon lắm. Đây, cho mọi người xem. Giờ mẹ Ngân là vlog chuyên nghiệp rồi đó nha. Ê, bánh bò xong rồi nè, Kim Ngọc. Đây, mẹ đút con nghe. Đây, mẹ đút lại. Đây, quá ngon rồi chứ. Sắp có video mới nha, mọi người. Đây, mẹ đút con gái nè. Nào, nào. Ồ. Ôi, thức cho ý kiến kìa. Để tôi lạnh nó cứng rồi mẹ ơi. Nhưng mà bánh bò sẽ để ngoài. Nếu mà nó bị thì cứng rồi, nhưng mà nó vẫn là cái vị á. Ngon không? Vẫn là cái vị bé á. Cũng rất khốt. Mẹ ăn thử đi. Nhưng mà
mình để tủ lạnh nguyên ngày á, chắc là phải để ngoài xíu. Ừ, để ngoài xíu thì nó sẽ mềm lại. Đúng rồi. Mẹ ăn hết, mẹ ăn hết. Mình mới từ festival ở ngoài công viên 23 tháng 9 về là nhào lên cái laptop đăng video liền, tại vì hơn 2 tuần rồi mình chưa lên video YouTube. Không phải là mỗi mấy bạn chờ đâu, bản thân mình cũng đang tự chờ mình nè. Hồi tối hôm qua là đã nghĩ là tối nay phải đăng, nhưng mà thật sự là quá là buồn ngủ. Đáp chuyến bay mặc dù lên máy bay con cũng ngủ không à, mà xuống đây cái giống như là nó bị đuối gì đó mọi người. Ngủ lúc nào không hay luôn rồi đâu đăng được video. Tối hôm nay á, là hai mẹ con tính là sẽ là tung tăng vi vu với nhau. Trời ơi, mai mẹ Ngân về Cao Lãnh rồi. Nhưng mà mình nói là mẹ ơi, đợi con đăng video cái mình là lo làm video đầu cũng hả cả tiếng rồi, chưa ra khỏi khách sạn để mà đi tung tăng nữa đó. Ủa có bóng quay chưa? Được rồi. Đó thôi mọi người gán coi cái video kia nha, ráng coi video trực tuyến nhiều lên nha mọi người nha, để mà công sức hai mẹ con mình nó hả ráng đăng video rồi mới đi chơi với nhau đó. Hai mẹ con giờ này là dạ đã bắt đầu lên món, 11 giờ đêm đi ăn lẩu hay đi lao. Trời ơi, sắp hàng đâu mà bao nhiêu tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ hơn mọi người thì happy birthday đẳng kìa. Ăn mày cũng vui. 22:56 rồi, lẩu 4 ngăn mà có 2 nước lẩu thôi đó. Thiệt tình luôn là hai mẹ con ngồi mà ngáp mà no luôn á, ngáp buồn ngủ quá. Giờ vô đây cái bắt đầu cái mút muốn ăn á là nó tụ xuống dưới đây rồi nè. Giờ là hai mẹ con vô ngồi nhìn nồi lẩu thôi chứ cũng hết nó bụng rồi, chị là chị muốn ngủ rồi, ngủ bên nồi lẩu. Lần này biết là về Việt Nam công tác là đi công việc, nhưng mà mình cũng phải dành thời gian cho cái người mà mình thương nhất trên đời này là Mỹ Ngân. Càng lớn thì mình nhận ra là mình đã đang dành khá là ít thời gian cho những người quan trọng trong cuộc đời mình. Bắt buộc rồi, tại vì mình phải lo phấn đấu cho sự nghiệp, đúng không? Cho công việc, rồi cho nhiều thứ nữa. Như hôm nay sau khi kết thúc công việc về tới khách sạn là hơn 7 giờ thì mình lại tiếp tục dành thời gian sau đó để đăng video YouTube và để mẹ Ngân phải chờ mình tới 8 giờ mấy 9 giờ thì hai mẹ con mới đi ăn cùng nhau. Mình không biết làm sao để mà bù đắp lại cho mẹ mình hết. Mặc dù mẹ chờ mình không một lời than phiền nào hết á mọi người, mẹ rất là kiên nhẫn với mình. Nên là khi mà ngồi ăn cùng nhau thì mình muốn là toàn tâm toàn ý dành thời gian này cho mẹ mình thôi. Và mình mong là khi mấy bạn lên bàn ăn cùng với gia đình thì hãy đặt điện thoại qua một bên và ưu tiên cái việc chia sẻ trò chuyện cùng với những người thân yêu của mình nha. Khoảnh khắc mà được ngồi ăn cùng mẹ nó vô cùng quý giá với mình luôn á. Nên là nhờ YouTube với lại nhờ mấy bạn lưu giữ lại giúp mình nha. Qua phần 2 của video về Việt Nam công tác, mình sẽ bật mí với mọi người những cuộc gặp gỡ định mệnh của mình và các bạn subscriber. Đây là một niềm sung sướng hạnh phúc mà mình đã ấp ủ suốt từ cái ngày về Việt Nam cho tới hôm nay luôn. Nhưng mà edit mãi thì nó vẫn chưa có tới mấy cái đoạn mà gặp được mấy bạn ở ngoài đời. Ôi mình không ngờ, mình không có nghĩ là từ YouTube mà bước ra ngoài đời thật mình lại được gặp những cái bạn ở Đồng Nai nè, Bình Dương nè, rồi từ Thủ Đức vào đây để gặp mình và trao yêu thương cho mình vậy thôi đó. Đây là em Thanh Ngân và người yêu của em. Trời ơi, hai đứa xốp xỉu luôn. Mình rất là xúc động khi mà nhận được nhiều tình cảm từ những người quý mến mình thông qua màn hình YouTube này. Nên mọi người nhớ xem phần 2 nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.